thấy là được đẹp, 10 điểm được. Cho con xin con cho khủng nha ông Tần. Bỏ cá báo cá nha các bạn, con đầu tiên. To khá khá các bạn, cũng được các bạn ơi, không nhỏ đâu. Chỗ đỏ, chỗ đỏ các bạn ơi, con này hơn ký á, ký mấy á, tuyệt vời. Được con chơi đầu tiên nha các bạn, một con chơi đỏ khá đẹp nha các bạn, con này tầm khoảng cái 1,5 kg nha các bạn, đẹp không các bạn. Mình đang chuẩn bị căng cái bạc lên cái nó ăn luôn các bạn ơi, quá đã, tuyệt vời cho các bạn. Hôm nay mình đi test thính của đam mê con cá các bạn, hy vọng mấy ta cá dẫn về mọi người xem. Ok.